Quý khán giả thân mến, chào mừng mọi người đã quay trở lại với công trình bể nước Hấu Chua. Sáng ngày hôm nay thì mọi người sẽ tiến hành đổ bê tông thành bể tầng 2. Là chú nhá. Hiện thì mọi người đã tập trung hết rồi. Lử cho. Dế hôm nay ra thăm công trường bể nước à? Về mượn xe chở xi măng, ba bao xi măng về sửa nhà. Mượn xe đi chở ba bao xi măng về sửa nhà. Nhà bị làm sao không phải sửa? Nước bị giao về nhà. Nước chặt. Nước đi về nhà. Bây giờ trời dạ. Vẫn phải gia cố thêm cái phía ngoài này một tí nữa. Bây giờ một người thêm chặt thêm cây tre kìa, cho vào thêm những phần này. Xong rồi chuẩn bị đổ thì chả lại pha nước xi loãng ấy chả. À lừ. Pha nước xi loãng để đổ vào chuẩn bị đổ luôn. Anh cái ơi, anh cho em cái dây điện lên đây xem mà cái ổ cắm nó có khô không để lau đi, thì tí nữa còn cắm máy đầm ấy. Khô không anh? Anh sai. Anh chống lại hộ em xung quanh này nhá. Bên này? Ừ. Cái này đây này, bên này phải kiếm cây chống thêm vào cái cây tre này. Không tí nữa là xuống là bê tông nó xuống là phình ra luôn đấy. Trước khi đổ bê tông thì mọi người kiểm tra lại một lần cuối cùng những điểm trọng yếu. Chống thêm, gia cố thêm phần cốt pha để chuẩn bị tiến hành đổ. Máy đâm của mình đâu rồi nhỉ? Về lấy thôi, về lấy đi. Sao đấy bà? Lòng ốc à? Cho thêm ít nước vào trong máy nổ này. Cho thêm cây vào đây nữa anh. Không là khi mà bê tông vào nó đẩy ra đây. Cách chỗ. Đấy. Phải cây lấy cây dài dài xiên sang đây mới được này. Nước xi măng loãng để đổ vào những
thành bể. Nước để đổ bê tông thì đã được mọi người chuẩn bị từ đêm qua. Khi mà Hấu Chua có mưa thì phần về phần nước thì không lo mấy. Và công tác cuối cùng đã được chuẩn bị. Múc nước cho nó nhanh. Dạ. Và lấy xô múc nước rồi cho nó nhanh. Rồi hết xung quanh luôn. Mình chỉ lừa đi còn mình thay mặt khó à còn mình bảo tôi phải chết tôi chết rồi đó giờ còn mình phải lo em lử đang tưới qua một lớp xi măng loãng nước xi măng. Rồi hàn một bao luôn kìa. Và bao. Rồi một bao cho thoải mái. Này phát lên trên nhìn tôi thấy có điều. Ủa chị sau khi mà xong công tác chuẩn bị thì mẻ bê tông đầu tiên đã được trộn. Đóng một lúc rồi thì mọi người đã đổ được 4 mẻ bê tông rồi. Vì mà đổ hết một lượt thì sẽ cho đá tan nhau, sẽ cho đâm qua một lượt phía bên dưới đây. Ui, hết đây chuyển đổ vòng cho giống một lượt nhá. Rồi Hấu Chua lại bắt đầu đổ mưa. Mưa nhỏ thôi. Mưa này thì vẫn có thể đổ bê tông được.
có một lúc thì mọi người đã đổ được hai góc này, là góc thứ ba. Thêm một lượt nữa thì sẽ nhận thêm đầu. Bên đây đi chú ơi. Lôi dây lên cẩn thận nhá, cẩn thận mưa ướt là giật rồi đấy. Khi mà đủ được một lượt thì mọi người sẽ tiến hành đầm. Đâm vẫn phải để ý tí chú nhá. Dù là đầm vẫn phải để ý một chút, tại vì là cái cốt pha bằng ván này thì nó cũng để bằng một cốt pha sắt.
Đang đổ bê tông thì máy nổ của máy trộn lại có vấn đề. Đang đổ nó tự nhiên chết máy à? Dầu không xuống đúng không? Trời mỗi lúc một nắng hạt mà. Mọi người thì vẫn cố gắng đổ cho xong bê tông, tại vì là khi mà bê tông đã đổ rồi thì không thể dừng lại được. Máy nổ có vấn đề vẫn chưa xử lý được. Liệu có xử lý nhanh không à? Và nó đang bị tắc đường dầu à? Đổ nhưng mà vẫn phải đổ để ý cốt pha ấy chú ạ. Vâng. Tại vì là cốt pha gỗ của mình nó cũng không được chắc chắn bằng cốt pha sắt. Dù là trống cũng đảm bảo rồi nhưng mà chỉ cần mà một cái trống bật ra thì nó sẽ làm mọi thứ trở nên rắc rối.
cứ đổ đổ dài dài nó ra, đừng đổ một chỗ thì nó sẽ lực nó sẽ dồn vào một chỗ thì cốt pha yếu nó sẽ không chịu được. Chú cứ đổ dài ra cho cháu. Tiếp tục thì là đổ đâm thêm một lần nữa. Đắm sâu luôn chú ơi. Để cháu đâm thôi.
Sau khoảng 3 tiếng đổ liên tục thì cuối cùng sau khoảng 3 tiếng đồng hồ đổ liên tục thì mọi người cũng đã hoàn thành công việc đổ bê tông của mình. Nên là chỉnh sửa một chút nữa, sau đó là đầm lại mặt một lần nữa thì sẽ hoàn thiện. Mọi người từ tay chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm thì sẽ phải đầm qua một lần cái mặt này nữa. Cầm mụ em nhé. Đi về ăn cơm thôi. Đói rồi. Opa cha gì chín nó, opa gì nhá, tốt chín thì tốt.
ngày đổ bê tông thứ hai này thì là tay mèo cũng như là vợ chồng cho mì có tổ chức cho mọi người một bữa cơm nhỏ nhỏ. Thì bây giờ cũng là 1:30 chiều là mọi người sẽ di chuyển về nhà cho mì để ăn cơm. Thì vợ chồng cho mì đang xào thịt, thịt xào với hành tây à? Hành tây. Chuẩn bị cho mọi người một bữa cơm nhỏ nhỏ. Một lần nữa thì đá tay mèo xin nha, chân thành cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn yêu mến bà con Hậu Chưa cũng như là đá tay mèo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.